Loa Lưới Chim Đêm xin gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê săn bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho bác về bộ combo loa lưới bẫy chim đêm, giá thì cực kỳ rẻ nhé. Đấy, combo một bộ giá cực kỳ rẻ, tặng file tiếng chuẩn miễn phí cho bác. Đấy, thì bác nào đang quan tâm đến dòng loa lưới chim đêm, các bác đặt muốn nhu cầu đặt mua, các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Đấy, về phần loa, đấy, hiện tại bên em đang cung cấp cho bác các đầy đủ các dòng loa. Nhưng hôm nay em giới thiệu cho bác về dòng loa hàng 10, hàng 5W, hàng bát nhôm, hàng Trung các bác nhé. Hàng Trung Quốc, đấy, bát nhôm hàng Trung Quốc, cực kỳ xịn sò. Hàng bát nhôm này hiện tại bên nhà em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 200.000 một chiếc. Đấy, 200.000 một chiếc nhé. Các bác mua 2 chiếc là 400, bên em bao phí ship toàn quốc cho bác nhé. Hoặc dòng âm ly 263B nhé. Đấy, dòng âm ly 263B, hàng mỗi cổng của nó là 300W. Và hàng này thì vô cùng tiện ích cho bác. Đấy, các bác có thể sử dụng điện bình và điện lưới nhé. Điện bình, điện lưới. Đây là dây cọc anten nhé. Đấy, cái dây này các bác không cần quan tâm. Nhiều bác mà nhận hàng các bác chưa biết sử dụng là các bác bỏ ra bác đấu vào bình không đúng đâu các bác nhé. Đây là cọc anten nhé. Các bác đấu vào bình thì các bác cắm cái dây nguồn này. Bên em sẽ tặng cho bác dây nguồn, bác cắm vào cái cửa đằng sau này. Đấy, cái cửa đằng sau. Còn công tắc này thì các bác bật chế độ là khi bác dùng điện lưới, các bác bật sang chế độ tròn này, nó sẽ dùng điện lưới nhé. Còn bác ngắt đi, các bác bật ngược lại, nó sẽ là dùng điện bình các bác nhé. Đấy, mỗi cổng của nó 4 cổng này, mỗi cổng của nó 300W. Đấy, âm thanh là cực kỳ to. Giá bình dân nhá, giá bình dân, hàng này giá bình dân, đem lại hiệu quả kinh tế cực kỳ cao cho bác. Đấy, một chiếc đầu 263B, hiện tại bên nhà em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 400.000 một chiếc nhé. 400.000 một chiếc, rất chia xịn sò, bao gồm hết cước phí vận chuyển về tận nhà các bác nhé. Chỉnh pad, chỉnh check này. Đấy, volume to nhỏ, chế độ lập bài nhé. Đấy, chế độ model, có chế độ bắt bluetooth cho bác nhé. Đấy, các bác có thể sử dụng áo thẻ và USB đều chạy được các bác nhé. Đấy, rất chia tiện ích. Và thời gian rảnh các bác có thể cắm mic karaoke giải trí nhé. Đấy, chiếc đầu 263B rất chia rẻ thôi, để đem lại hiệu quả kinh tế cực kỳ cao nhé. Về phần check kèn, đấy, check kèn thì hiện tại bên em có đầy đủ cho bác. Đấy, hôm nay em giới thiệu cho bác về hàng check kèn 301. Hàng này thì rất chia quen thuộc với các bác bẫy chim đêm nhé. Đấy, các bác bẫy rẽ run chích rẽ, các bác nhiều nơi các bác sử dụng cái đầu check kèn này. Đấy, rất chi nhiều, giá thì vô cùng hợp lý cho bác nhé. Đấy, cái côn này, đấy, các bác nào cháy côn, các bác có thể mua côn lẻ bên em cũng có bán cho bác nhé. Hoặc phễu lẻ, đấy, cái này thì các bác có thể tháo rời được ra nhé. Đấy, một cặp hàng 301 này hiện tại bên nhà em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 330.000 nhé. 330.000 bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà các bác nhé. Đấy, rất chia tiện ích cho bác thôi. Đấy, và khi bác mua combo một bộ bẫy chim hàng rẽ run bên em, đấy, combo 4 món sẽ gồm 2 chiếc kèn, 1 âm ly và 1 tay lưới 50m, thẻ nhớ đầy đủ cho bác. Đấy, tặng thẻ nhớ đầy đủ cho bác, giá chỉ có 900.000 một bộ nhá, bao gồm hết cước phí vận chuyển về tận nhà các bác. Thì bác nào đang quan tâm đến dòng loa lưới bẫy chim đêm, đấy, các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Đấy, thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên em ạ.